Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 1 trên 6 của bài 17. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cũng tìm hiểu về bản từ. Chúng ta có từ thứ nhất đọc là xòe. Xòe có nghĩa là tuyết. Âm bản Việt là tuyết và cũng có nghĩa là tuyết luôn. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới xin quên xin hỏi duyên nạn tung thiên xe xòe ma duyên nạn tung thiên xe xòe ma xin hỏi mùa đông ở việt nam có tuyết không à, chúng ta muốn nói có tuyết thì chúng ta phải nói là dỗ xòe hoặc là xe xòe chúng ta không có thể nói là xòe không ha ví dụ như uh, trời đổ tuyết nhiều thì ta nói là xe ta xòe xe ta xòe nán phán xuống lại của xe xòe Nán phán, súng lại búa xe xe. Miền Nam à, trước nay không có tuyết. Súng lại là từ trước đến nay. Súng lại búa xe xe. Miền Nam trước nay không có tuyết. bầy phán, dù xe tì phán xe phán, xe. Bầy phán, dù xe tì phán xe xe. Miền Bắc có một số nơi. Tì phán là nơi hoặc là chỗ. Dù xe tì phán có một số nơi, có một số chỗ. Xe xe là có tuyết. Nhi mân nà, tông thiên sầm mây giang. Nhi thiên sầm mây giang ở chỗ các bạn ở bên chỗ các bạn nar tung thiên mùa đông thế nào ở chỗ các bạn ở mùa đông thế nào mày nén tung thiên tôi sẽ xòe mày nén tung thiên tôi sẽ xòe mỗi mùa đông đều có tuyết và chúng ta mở rộng là xòe bãi tức là trắng như tuyết cái màu trắng mà là trắng như tuyết xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào xin quên duyên ảnh tung thiên xe xòe má Nán phang súng lái bú xe xuyệt. Bảy phang yếu xe tì phang xe xuyệt. Nì mân nà tông thiên sầm mây mà yàng. Mày nén tông thiên tô xe xuyệt. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ hai đọc là chi. Chi âm hóng Việt là quý. Quý có nghĩa là mùa. Ví dụ như tứ quý là bốn mùa. À, tứ quý bình an tức là bốn mùa được bình an mai tứ quý tức là cái loại mai mà nó nở quanh năm nở hoa quanh năm và chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên duy nản mày dầu xuân xa chiêu tôn sư chi mà xin quên là xin hỏi duy nản mày nén dầu xuân xa chiêu tôn sư chi mà xin hỏi Việt Nam mỗi năm có bốn mùa xuân hạ thu đông không? À, chúng ta vẫn lưu ý là cái số lượng luôn nêu sau cùng như vậy là ở Việt Nam có xuân hạ thu đông bốn mùa không à, tiếng hoa nó nói như vậy đó Bảy phang y nẻ nhiều sư chi Bảy phang y nẻ nhiều sư chi miền Bắc á, một năm thì có bốn mùa Khởi sư nảnh phang mỹ dụ Khởi sư phang mỹ nhưng mà miền Nam thì không có Nán phang tờ thiên chi, kênh phang, bù dĩ dàng mà nản vang tờ thiên chi kinh bày vang pu dĩ giang mà thời tiết miền nam không giống với miền bắc à a kinh b dĩ giang tức là a giống như b A dĩ giang thì là không giống như vậy chúng ta xem là nản vang tờ thiên là a và bày vang là b a kinh b pu dĩ giang tức là a không giống như b như vậy là nản vang tờ thiên chi kinh bày vang pu dĩ giang có nghĩa là thời tiết ở miền nam à? không giống như miền bắc Tuy Nán y ghi nén trừ chi hở han chi Tuy, vâng, nánh phán ghi nén trừ chi han chi Miền Nam á, một năm chỉ có mùa mưa và mùa nắng thôi Dùi chi là mùa mưa và han chi là mùa nắng Và chúng ta xem mở rộng nha à, Mở rộng có hai từ là duy chi là mùa mưa và han chi là mùa nắng Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 请问越南每年有春夏秋冬四季吗？北方一年有四季，可是南方没有。南方的天气跟北方不一样吗？对，南方一年只有雨季和旱季。 Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ ba đó là dĩ gian. Từ này chúng ta đã từng gặp rồi và từng có những cái ví dụ cụ thể rồi. Nhưng mà hôm nay nó nằm ở trong bài thì chúng ta học lại cho có hệ thống. À, dĩ gian là nhất dạng, là một dạng, có nghĩa là giống nhau thôi. A kênh B dĩ gian, A giống như B. Wo kênh này dĩ gian, tôi cũng giống như bạn. Tôi cũng giống như bạn. Wo kênh này bu dĩ gian, tôi không giống như bạn. Trơ lẻng bình su dĩ gian, hai quyển sách này là như nhau. Trơ lẻng bình su dĩ gian quê, hai quyển sách này cũng mắc như nhau hoặc là đắt như nhau. Chúng ta xem các ví dụ bên dưới. Xin quên, trơ lèng trư bị ý giang ma, Xin quên, trơ lèng trư bị ý giang mà. Xin hỏi hai cây bút này có giống nhau không? Bù ý giang. Bù không giống nhau. Hùng tờ sử khoai, hay tờ sử khoai. Hùng tờ sử khoai, màu đỏ cây bút màu đỏ là 10 đồng hay tờ ta, ta sẽ hiểu là hay tờ bị cây bút màu đen sữa khoai 12 đồng trơ lẹn len sơ dĩ quê mà trơ lẹn sơ dĩ quê mà hai chiếc xe này có đắt như nhau không dĩ quê có đắt như nhau không có mắc như nhau không bù dĩ dân không giống nhau bình ta, tức là rơ bần xe nhật bị hãn của ta so với xe của Hàn Quốc Quy y là mắc hơn một chút Như vậy là chiếc xe Nhật thì mắc hơn chiếc xe của Hàn Quốc một chút rồi Mở rộng thì chúng ta nhắc lại cái công, công thức của nó Tức là A kênh B dĩ gian Rồi cộng với các cái tính chất so sánh So sánh bằng đó. Chúng ta xem ví dụ bên dưới sen dài sang hải kênh hãng rô dĩ gian rờ Xin là hiện nay hoặc là bây giờ Sang hài kênh hãng trố Ý gian rơ Hiện bây giờ thì Hàng Châu và Thượng Hải Cũng nóng như nhau à, Nóng như nhau Ý giang rơ Hoặc là Qua kênh xèo quảng dĩ giang Tôi xin hoan khan xuống Qua kênh xèo quảng dĩ giang Tôi cũng giống như là bạn Vương vậy à, Đều thích xem sách Tôi xin hoan khan xuống Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Chỉnh vân Trơ lèng trư bị Ý giang

chúng ta xem ví dụ bên dưới, Tiểu Lý, bạn qua ta lơ mà, Tiểu Lý, bạn đi qua ta lơ mà, Tiểu Lý, à, bạn Lý à, bạn đã từng đi Đà Lạt chưa? À, mình thấy người ta dùng từ Đà Lạt là ta Lưa, không biết tại sao dùng từ này mình không hiểu. -tô 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 Tôi đã từng đi nhiều lần rồi, hầu tối xưa là bằng với hình tối xưa thôi. Chi qua là từng đi, tôi từng đi à, nhiều lần rồi. Ta lơ thiên chi thế nào? dạng. Ta Đà Lạt thời tiết thế nào hoặc là thời tiết ở Đà Lạt thế nào? Thiên chi hỉnh họ, thiên chi hỉnh họ thời tiết rất tốt. Rỉnh mến sáng số người ta thường nói, rỉnh mến sáng số người ta thường nói. Ta lơ y nén sư chi, tôi xem xuân thiên dĩ dạng. Ta lơ y nén sư chi, Uh, một năm bốn mùa ở Đà Lạt hoặc là Đà Lạt quanh năm tô sang xuân thiên dịu dàng tôi sang xuân thiên dịu dàng đều giống như mùa xuân vậy Ta lơ phân triển giảm bài giang Ta lơ phân triển giang Phân là phong cảnh, phong cảnh của Đà Lạt thế nào Phong cảnh của Đà Lạt thế nào Phê sáng mệ, cực kỳ đẹp Họ hẳn xì hoan suy ta lơ lùi xỉn hánh xì hoan suy ta lơ lì xiển. tôi rất thích đi du lịch Đà Lạt à, mở rộng thì ta có từ ta lơ là Đà Lạt thôi à, mình có thấy một số người dùng cái từ ta lơ là chỉ cho Đà Lạt nhưng mà từ lơ này tại sao nó dùng cái chỗ này thì mình cũng chưa có tìm hiểu các bạn có thể tìm hiểu và cho mình biết nha Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc luôn nào xẻo lì thì suy cô ta lơ mà cô 大乐天气怎么样？天气很好。人们常说，大乐一年四季都像春天一样。大乐风景怎么样？非常美，我很喜欢去大乐旅行。 cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ năm là từ sẩn sẩn là thành thành này chỉ là thành quách thành trì ấy, vạn lý trường thành ấy, là nó dùng cái từ thành này ví dụ như là ở khu sài gòn gia đình nó có cái thành gia đình ngày xưa đó cha tiếng sẩn ừ, hoặc là bắc kinh ngày xưa nó cũng là một cái thành thì nó gọi là bầy chiến bầy chiến sẩn chúng ta xem à, với cái nghĩa là thành hoặc là thành phố có một cái công trình xây dựng thời cổ đại của Trung Quốc rất là nổi tiếng đó là Vạn Lý Trường Thành, Quan Lì Sản Sơn. Trận Sơ là thành phố. Ví dụ cái thành phố này rất lớn, trước cơ Sản Sơ hành ta. Cái thành phố này rất là phát triển, trước cơ Sơ hành phá tả. Cái thành phố này phát triển rất nhanh, trước cơ Sản Sơ phát triển tới hành khoai. Chúng ta xem ví dụ bên dưới.

Sĩ cung uh, à, là, là, Sài Gòn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin quên, Hồ Chí Minh là là Việt Nam lớn nhất thành phố mà? Sì à, trước đây chúng ta gọi là Sĩ cung. Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ sáu là từ ti phán. Ti phán là âm hán Việt là địa phương, vẫn còn dùng. À, với cái nghĩa là nơi hoặc là chỗ từ này trong những bài trước chúng ta đã từng gặp trong cái từ mở rộng rồi chúng ta xem ví dụ bên dưới xin quên chào chào là siêu thị chai xin hỏi siêu thị ở đâu như vậy là 什么地方, ta cũng có thể đổi bằng nợ xin quên chào sư chai nợ cũng được chai nã lì cũng được 只在前边, chiêu trai chén biên sử dư lưu hộ à, chúng ta xác định chiêu trai là bằng với dài, nhưng mà nó nhấn mạnh thôi như vậy là trai chén biên sử chữa lưu khổ, chúng ta phải dịch là ở ngã tư phía trước chứ không phải là trước ngã tư nha tức là chén biên tờ sử lưu khổ. chiêu trai chén biên sử dư lưu hộ yên có xa không yên yên chậu lưu dấu phân trống chậu lưu là đi bộ Chào lưu yếu vụ phân trung Đi bộ thì mất khoảng 5 phút Xe xe Và mở rộng là Trơ cơ ti phán là nơi này hoặc là chỗ này Na cơ là nơi đó hoặc là chỗ đó Na cơ ti phán là nơi nào chỗ nào Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc Xin quên chào sư Zai sầm mơ ti phán Chiu zai chén bên Sứ tư lưu khổ Yên mắc 不远,走路要五分钟谢谢 Và đến đây mình xin kết thúc phần 1 trên 6 của bài 17 Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp Nếu các bạn có thắc mắc gì Xin vui lòng viết vào phần comment Mình sẽ tranh thủ thời gian để trả lời Xin cảm ơn mọi người